Mặc dù đã hết mùa hoa ban, nhưng thành phố Điện Biên vẫn đang thu hút được khách du lịch từ khắp mọi miền của Tổ quốc đến với các tour về nguồn nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Từ giữa tháng 4, thì tỉnh Điện Biên bắt đầu mùa cao điểm du lịch dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các địa điểm thu hút đông du khách nhất là Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ thuộc xã Mường Phăng, đồi A1, Tượng đài Chiến thắng và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ thuộc thành phố Điện Biên. Điện Biên hiện có 205 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2.800 phòng, khoảng 5.100 giường. Trong dịp cao điểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã huy động thêm hơn 100 hộ dân tham gia vào mô hình homestay để phục vụ được đông đảo du khách. Kỳ vọng năm 2024, năm du lịch quốc gia Điện Biên sẽ đón 1,3 triệu lượt du khách, tăng 20% so với năm 2023. Tổng du lịch năm nay ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với năm ngoái.